Lý do gì mà mì cay ở đây luôn đông khách đến vậy nhỉ? Trước cô bảo em ấy là chỉ cần mua mì Coreno Jumbo này về tự nấu là ăn được. Nhưng mà em lười quá, ra đây ăn ngon hơn. Rất là nhiều những loại mì cay với cả Coreno Jumbo. Mì gôn này, mì thập cẩm này, bò Mỹ cuộn, nấm hải sản, vân vân nhiều lắm ấy. Mình thử luôn mì cay gôn và mì cay thập cẩm bán chạy ở đây xem có gì nha. Mình phải đợi từ 5 đến 10 phút thì hai bát mì của mình mới ra. Bát mì thập cẩm này có tôm, có mực, có rau nấm và các loại topping khác. Nóng hổi vào môi luôn. Ý tôi đã thấy đã cay lắm rồi ấy. Mình không giỏi ăn cay cho lắm thế nên gọi mì cay cấp độ 2 thôi. Cảm giác như là đang ăn mì bên Hàn Quốc ấy. Sợi mì ở đây thì khá dai và dày, ăn đã lắm nha. Công nhận là ngon thật. Đã nha. Mì đã dai, giòn, ngon, lại còn kết hợp với các loại topping này nữa. Đúng đỉnh luôn. Cô sử dụng mì Coreno Jumbo để giúp tăng hương vị không ạ? Gia vị hoàn chỉnh, không cần phải gia giảm gì thêm. Sợi mì dày, dai, bóng, rất là đẹp mắt. Từ đầu tháng 4 vừa rồi thì nhà hàng có sửa lại với diện mạo mới hơn. Bây giờ thì khang trang và đẹp hơn rất là nhiều nhá. Hành trình của Coreno vẫn tiếp tục tại các thành phố khác. Các bạn hãy cùng đồng hành với Coreno Road để xác định tọa độ mì ngon và tìm kiếm 5 vị nghệ nhân và 5 cửa hàng mì cay sử dụng mì Coreno Jumbo nha.